Hi guys, hello các bạn. Hôm nay mình là cái buổi 3 à, thì buổi hôm nay mình sẽ tổng hợp của cái buổi 1 và cái buổi 2. Ok, hi guys. Yes, share giùm anh nha, share giùm anh nha, share livestream giùm anh nha. Ok, hôm nay phần warm up rất là vui. Buổi hôm nay là mình sẽ tổng hợp buổi từ vựng của từ vựng và ngữ pháp của Unit 1. Ok, nên mình tổng ôn lại Unit 1 cho mình học. À, những cái buổi trước là cái gì rồi ha. So share giùm anh đi nào, share giùm thầy đi nào. Ok, share đi nào các bạn, nhớ tag bạn bè mình học nha. Ok rồi, để học xong buổi unit hôm nay là các bạn nhớ là tối nay nhớ cái lịch thi thử của mình ha, thi thử lý trước rồi anh sau rồi toán. Ok, thi thử anh là đề chất luôn. Ok rồi, thì thầy đăng tài liệu của buổi hôm nay ở cái group tự học điểm cao rồi. Bạn nào chưa vô group thì thầy lại gửi link. Ok, bạn nào biết đến group miễn phí của mình rồi thì vô tải tài liệu về ha, không có cần ghi chép gì đâu mấy đứa. Mấy đứa quen cách dạy của thầy rồi. Ok, cho nên là không cần ghi chép gì đâu. Thầy sẽ gửi note trong group tự học điểm cao, các bạn cứ vô group tự học điểm cao ha, sẽ có rất nhiều tài liệu miễn phí. Ok rồi, bạn tag bạn bè mình vô nha, share giùm thầy nha. Group thầy, cái link group thầy đã ghim trên trên bình luận rồi đó, các bạn nhớ like cái bình luận đó nha. Ok, hi guys, chào các bạn, chào bạn Minh Anh, chào bạn Nguyễn Nam, chào Hồ Sang. Thầy đăng file cho ông group rồi nha em, để thầy gửi lại cái link group cho em nè. Thầy gửi lại link group ha. Group này thì là group miễn phí, các bạn vô, bạn chỉ cần join vô là được rồi, nó rất là dễ vô luôn. Hello Trang Trang, hello Gia Huy, hello mấy bạn, hello bạn Thị, bạn Diễm, hello Phúc An, hello Bánh Mì Chấm Sữa. Ok rồi, mình bắt đầu học được chưa? Are you ready for the warm up section? Okay, before trước khi mình warm up thì mình làm một số cái ha. Okay, before we warm up, hôm nay mình sẽ có một số phần như sau. Đó là đầu tiên mình sẽ ôn lại những cái gì mình đã học. Okay, so next mình sẽ warm up một xíu và sau đó tới cái phần chính của mình là phần practice nè. Okay, tới phần chính của mình là phần practice và sau đó mình sẽ tóm tắt lại bài học hôm nay và cuối cùng là homework. Cái phần homework này thầy sẽ đăng ở trong group tự học điểm cao luôn, cho nên bạn nào mà ok, bạn nào mà muốn vô lấy thì bạn có thể vô ha. Right, so bắt đầu luôn nha các bạn. Ok, so the first one, we need to revise some knowledge that we have learned in the previous lesson. Right, I'll make it real quick. Mình sẽ làm nhanh cái phần này thôi. Thì lần trước mình đã học cái gì mấy đứa? Ok, mình đã học một số cái, yes, một số cái tenses. Ok, một số cái tenses, một số cái thì. Mình học mấy cái thì gì ha, bạn nào nhắc lại thầy xem nào. Bữa trước mình học các cái thì gì? Share và tag bạn bè mình vô học thầy nha. Ok, share giùm thầy nha bạn. Share đi rồi thầy hôm nay mà được 1k bình luận á, trên 1k bình luận á, thầy tặng cái link Quizlet học IELTS cho. Ok, với lại 1k bình luận với lại 300 shares thì thầy sẽ tặng cái link Quizlet học IELTS. Hơn 100 từ vẫn IELTS. Right, so again thì lần trước mình học những cái thì gì, bạn nào nhớ nè, bạn nào giỏi nhớ nè. Right, ok, bạn type giùm thầy coi. Yes, ok, Phúc An, quá khứ đơn, đúng rồi, hiện tại hoàn thành và quá khứ hoàn thành, thầy cho bạn một like. Ok, good. Mình đã học quá khứ đơn đúng không? Past simple. Past simple thì ghi dưới đây cho dễ nha. Past simple. Ok, mình học cái gì nữa mấy đứa? Mình học present. Yes, present perfect. Present perfect. Rồi mình học gì nữa? Past continuous, right? Continuous. Rồi, mình có học past perfect không? Yes, past perfect. Thì đây là những cái thì mà Unit 1 bạn sẽ học ha. Thì sắp tới có khóa toàn diện 12 mở ra đó, thì thầy sẽ đi kỹ tất cả các thì này và thầy chỉ các bạn cách tư duy giống hôm qua của mình đó. Mình gom lại
gom những cách dùng lại với nhau, gom lại gọn nhất có thể để mình nhớ. Ok, so đầu tiên past simple thì các bạn nhớ nó sẽ đi với lại verb 2 và verb ed, right? Cái đặc trưng của thì quá khứ đơn nó là như vậy. Này bạn phải học cái cột số 2 ha. Bạn phải nhớ là thể phủ định thì nó sẽ là did not, đúng không? Did not cộng với lại verb there, nguyên mẫu á, okay, không có thêm gì hết. Rồi, nếu mà là câu hỏi thì nó sẽ là như vậy: did rồi cộng với chủ ngữ rồi lại cộng với động từ. Yes, động từ nguyên mẫu. Thì ôn lại một số công thức nha. Cái này mấy bạn cũng biết rồi đúng không? Ôn lại cho mình một số cái. Rồi, present perfect thì nó lại dễ hơn, nó là has hoặc là have, tùy vào chủ ngữ nha bạn. Ok, thì nó sẽ đi với lại verb 3 và verb ed, thì nó khác với lại cái past simple là verb 2 và ed ha. Chỗ này bạn phải học động từ cột 3. Ok. Rồi, đối với phủ định đó, thì bạn sẽ là has và have, bạn thêm not vô. Bạn có thể viết ở dạng rút gọn nha. Rồi, sau đó bạn sẽ là gì? Verb 3 verb ed luôn. Nói chung thì này thì cách dùng cái công thức nó cũng dễ. Ok. Về cái dạng câu hỏi thì bạn đảo have hoặc là đảo has ra đứng đầu câu. Ok, đảo này ra đứng đầu câu. Rồi sau đó bạn là gì? Subject. Ở đằng sau thì còn là gì thôi? Yes, verb 3, verb ed, chấm hỏi cái. Về past continuous thì mình sẽ có cấu trúc như thế này: was hoặc là were cộng với lại verb ing. Right, ok. Phủ định thì bạn thêm, thầy ghi ở đây cho nó lẹ luôn nha. Phủ định thì bạn thêm not. Và về thể nghi vấn thì bạn là was hoặc là were, yes. Right, subject, đảo ngữ đó, subject. Rồi cộng với lại verb ing ở còn lại, chấm hỏi. Rồi thầy sẽ giảm cái sign này lại một xíu. Ok, về past perfect, present perfect thì là gì? Has và have. Ok, so past perfect thì nó sẽ là gì? Mình chuyển has và have qua quá khứ thôi, đó là had. Đúng chưa? Được chưa? Tư duy vậy được chưa? Tư duy vậy ổn chưa? Rồi, thầy bạn cũng thấy nè, hiện tại hoàn thành thì chỗ này nó sẽ là has hoặc là have, right? Nhưng mà quá khứ hoàn thành thì bạn sẽ chuyển thằng này lại về dạng quá khứ, rồi phía sau bạn giữ nguyên lại thôi. Đây, bạn thấy thầy copy lại hết nè. Giờ thầy chỉ chuyển cái thằng have và has thôi. Đây, thầy copy lại hết nha. Ok. Rồi, bây giờ thầy chỉ chuyển nè. Đây, thầy tăng cái size lên một xíu. Ok, rồi 20 ha. 20. Ok, cho 20 luôn đi. Rồi, bây giờ thầy sẽ chuyển nè. Đây, thằng này chuyển về had. Ok, thằng này chuyển về had. Được chưa? Rất dễ luôn. Thấy không? Đó là past perfect. Rồi, bây giờ thầy ôm lại cách dùng đi. Ôm lại cách dùng. Các bạn muốn mà học hết về thì mình phải học cả unit 1 và cả unit 2 luôn. Share giùm thầy nha, mấy bạn hơn 100 bạn xem mà share ít quá. Ok, share ít quá bị trừ lương á. Rồi, thì bây giờ mình sẽ có là gì? Past simple nó sẽ nhấn mạnh đến những cái việc gì đã xảy ra và đã chấm dứt rồi. Ok, xảy ra trong quá khứ. Ok, và đã chấm dứt. Chấm dứt trong quá khứ luôn. Và nó phải có gì? Có thời gian. Có thời gian cụ thể, đúng không? Có thời gian cụ thể. Được chưa? Thì cái này nó sẽ trái ngược cái đặc điểm này nè. Hai cái đặc điểm này nó sẽ trái ngược với thì gì? Thì present perfect. Đó, mình học thì là mình phải như thế. Học thì là mình phải gì? Xóa cái này luôn đi cho nó đỡ. Rồi, mình học thì là mình phải coi những cái điểm khác biệt và những điểm tương đồng với nhau. Ok. Nếu như cái thì này nó xảy ra trong thì quá khứ đơn, nó xảy ra và chấm dứt trong quá khứ, thì cái thì đã hoàn thành nó sẽ là như thế nào? Ok. Nó sẽ xảy ra trong quá khứ, đúng không? Cũng giống như vậy, xảy ra trong quá khứ, nhưng mà nó kết thúc, hoặc là nó kéo dài. Ok, nó kéo dài đến hiện tại. Và nó có thể, nó có khả năng là nó tiếp tục ở tương lai luôn. Có khả năng, được chưa? Chứ không phải không. Hoặc là nó kết thúc ở hiện tại cũng có, tùy vào cái ngữ cảnh. Vậy chứ, đây là một cái điểm khác biệt đầu tiên giữa hai thì này. Hãy tô màu xanh lá cây cho bạn dễ phân biệt, được không? Rồi, có thời gian cụ thể
là của thì quá khứ đơn, ngày hôm qua, ngày hôm kia, 2 ngày trước, 2 năm trước, vào năm 1992. Đó là những cái thời gian cụ thể. Còn trái ngược lại thì hiện tại hoàn thành thì nó sẽ là không có thời gian cụ thể. Ok, rồi không có thời gian cụ thể. Đây là hai đặc điểm mà trái ngược đối với nhau của trái ngược với nhau của cái hai thì này. Được chưa? Thì kèm thêm hai cái đặc điểm này thì mình phải học một số cái trạng từ, thì bữa này cũng có nói rồi ha. Bây giờ mình đi qua cái này. Về past continuous thì mình sẽ thường nó sẽ đi một cặp với lại thằng thằng past simple ạ. Được chưa? Thằng số 2 và thằng số 4 là thường nó sẽ đi cặp với nhau rồi. Hai thằng hệ tô màu hồng á. Đó, thì thường nó sẽ đi cặp với nhau. Nó đi cặp với nhau ở chỗ nào? Ở chỗ hành động dài, ok, đang xảy ra mà bị ngắt bởi một hành động khác. Bởi một hành động khác. Thì chỗ này mình sẽ dùng thì quá khứ tiếp diễn cho hành động này. Ok, quá khứ tiếp diễn này, quá khứ tiếp diễn. Được chưa? Cho hành động đang xảy ra. Hành động bị ngắt, cái hành động mà ngắt á thì mình sẽ dùng thì yes quá khứ đơn. Ok, được chưa? Còn past perfect là để nói lên là hai hành động xảy ra trong quá khứ. Hai hành động trong trong quá khứ. Ok. Hai hành động xảy ra trong quá khứ. Cái hành động nào mà xảy ra trước á. Ok. Thì mình sẽ dùng yes quá khứ hoàn thành. Hành động xảy ra sau mình dùng cái gì? Ok, quá khứ đơn. Bạn thấy là nó có liên quan với nhau chưa? Những thì này nó có nó đều có thể là nó hòa hợp lại với nhau trong cùng một một câu. Ok. Ôn xong chưa? Ổn chưa? Ổn chưa? Rồi, ok, bây giờ mình qua tiếp phần tiếp theo, warm up. Ok, so bây giờ mình warm up nè. Cái warm up này mình kêu là nó có tên là relationship chart. Thì từ vựng về những cái mối quan hệ thì có thể là bạn thiếu đó, cho nên là đâu, bây giờ mình hãy chơi một cái game ha. Ok, thầy cho các bạn một cái chart như thế này. Ok, thì từ đây các bạn hãy điền các cái tên các cái thành viên trong gia đình theo cái dựa vào những cái thầy đã cho nè, thấy không? Ok, ví dụ bạn nè. Thì ở trên bạn là có father. Vậy thì bạn đi từ đây lên nè. Đầu, bạn nào mà comment nhanh nhất thì thầy cho quà nè. Comment nhanh nhất cho quà nha, comment gọi là từ số 1 cho tới từng số đi, số 3 trước đi. Ok, comment số 3 trước đi cho quà nè. Số 3 là ai? Số 3 là ai? Ok, số 3 là ai? Tag bạn bè mình vô thầy nha. Ok, số 3 là ai? Father rồi tới gì? Comment nhanh nhất đi thầy cho quà nè. Yes, Minh Như. Comment với lại share nha bạn. Lưu ý là thầy mới nhận được một cái thông báo là nếu bạn comment là bạn không share công khai thì cũng không được nha. Thầy sẽ check. Ok, Minh Như comment đầu tiên. Congratulations. Yes. Ok, good. Father là trên father là phải là gì? Yes, grandfather. Đúng rồi. Good. Rồi lát nữa lên nữa mới vui nè. Bây giờ là này là dễ đúng không? Rồi. Này là dễ đúng không? Grandfather. Hoặc là grandmother cũng được, nhưng mà ở đây mình chơi bên bên nam thôi ha. Grandfather. Rồi. Bây giờ trên grandfather là gì? Số 2. Mình chơi bên nam thôi nha mấy đứa. Trên grandfather là gì? Ok. Bạn nào mà share mới được nha, share livestream công khai mới được nha bạn. Ok, share livestream công khai mới được và trả lời đúng. Phúc An great grandfather. Yes. Ok. Great grandfather. Ok, Phúc An. Good job, em được nha. Ok, nhớ share nha. Phúc An chưa share nè. Đó.
bạn chưa share nè, lát nữa thầy sẽ kiểm lại ha, share công khai giùm thầy. Rồi, ok, cái này sẽ là great great grandfather. Lát nữa xuống dưới còn vui nữa, từ từ khoan khoan ấy đi, lúc đầu trên thì cũng dễ đúng không, lát nữa xuống dưới. Rồi số 1, bây giờ số 1 đi mấy đứa. Great grandfather là số 1 là cái gì? Này người ta gọi là ông sơ rồi đó đúng không? Cái số 1 rồi đó. Father là ba nè, ông nội nè, ông cố nè, rồi ông sơ rồi nè. Thì số 1 là cái gì? Số 1 này nó hơi khó nha, nhiều bạn không có từ vựng đó. Tổ tiên luôn hả? Không, mình trên một bậc thôi, không có tới tổ tiên nữa đâu. Ok, rồi, được chưa? Right. Great great grandfather. Good. Great great grandfather. Đâu để thầy coi coi bạn nào comment đầu tiên. Minh Như. Ok, good job. Great great grandfather. Ok. Rồi bạn lưu ý là thầy nhắc lại nha, có một cái giải cho tất cả các bạn luôn. Đó là nếu mà tất cả các bạn đều mà participate thì thầy sẽ cho các bạn một cái link từ vựng học IELTS. Ok. Thầy sẽ không có gửi trong group tự học điểm cao đâu, thầy gửi trong cái livestream này, thầy gửi trong phần comment. Được chưa? Tại vì lỡ như những bạn nào mà trong group đó mà không có participate thì cũng được quà luôn hả? No. Right. So Minh Như sẽ được câu hỏi này nha, đó là mình sẽ được câu trả lời này, đó là great great grandfather. Good. Đó, vậy thôi. Thì từ vựng nó chỉ tới như vậy thôi, nó không có lên nữa. Ok. Rồi. Bây giờ mình sẽ xuống cái số 4. Cái này mình thầy sửa lại là số 5 nha. Ok. Bây giờ you thì số 4 là gì? Cái gì mà đứng ngang hàng với mình? Xác bạn bè vô đi. Đúng rồi, xác bạn bè mình vô đi. Rồi bây giờ you nè, bây giờ số 4 là cái gì ngang hàng với mình? À, đó, you cái gì ngang hàng với mình. Dùng một, thầy muốn mấy bạn dùng một chữ thôi. Thầy chưa có một chỗ trống mà, cho nên thầy muốn bạn dùng một chữ thôi. À, yes, ok. Wife. Trời ơi, wife mà cùng cha đẻ mình ra hả? Father nó chỉ ra hai nhánh mà, đâu phải là gì đâu. Trời ơi, father mà đẻ ra wife luôn, ghê vậy ta. Thầy dùng một chữ đó là sibling. Đúng rồi, siblings. Để thầy coi coi. Bạn nào mà share mà share livestream công khai mới được nha. Share livestream công khai và trả lời đúng nha. Ok, sibling. Good job, con vịt Ori. Sibling. Nhưng mà cái chữ sibling này thường là nó sẽ phải là gì? Nó sẽ phải là số nhiều á. Nhưng mà thôi, em comment nhanh đầu tiên thì cũng cho luôn. Ok, sibling thì thường nó sẽ là số nhiều. Rồi, sibling này thường số nhiều nha. Thì ghi S dưới đây. Rồi bây giờ 4.1 nè, bây giờ sibling á thì nếu mà nó đẻ con á thì mình kêu hai đứa con là cái gì? Ok. Mình kêu hai đứa con là cái gì? Biết không? Kêu hai đứa con là cái gì? Ok, này khó nha. Rồi, kêu hai đứa con là cái gì? Không ai biết hết hả? Khó đúng không? Thấy chưa? Warm up là cũng để học đó, chứ không phải giỡn đâu. Ok, các bạn khác thì sao nè? Số 4.1, 4.1, 4.2. Ok, 4.1, 4.2. Ok, anh Trương Thái. Neville. Neville, good. Anh Trương Thái được nha. Ok, rồi 4.1, 4.2 nó có thể đổi chỗ cho nhau. 4.1 là Neville, ok. Anh Trương Thái chứ không phải Hoàng Yến nha. Anh Trương Thái comment trước nè. Hoàng Yến chưa share nè em. Rồi, Neville, yes, ok. Không, chưa có grandchildren, no. Không phải grandchildren. Mình đang số 4.1. Rồi, 4.2. 4.2 là gì? Nếu là cháu trai, bây giờ cháu gái đi. Neville là cháu trai á mấy đứa. Ok, Neville. Right, Neville.
Rồi bây giờ cháu trai xong rồi nè. Cháu trai xong rồi tới cháu gái là yes, niece, đúng không? Niece. Để coi thầy coi bạn nào share rồi thì mới được nha. Nephew rồi niece. Ok, Minh Anh. Yes, Minh Anh share rồi nè. Minh Anh, ok. Nephew và niece. Good. Nephew và niece. Niece là cháu gái, còn nephew là yes, cháu trai. Học thêm từ vựng nha. Rồi bây giờ còn chốt đơn một cái cuối, cái số 5. Còn một cái số 5 thôi là mình sẽ có một cái câu hỏi thêm nữa, bạn yên tâm. Bạn nào không trả lời được thì vẫn sẽ có câu hỏi thêm. Ok. Rồi. Phúc câu 5. Phúc An sai rồi em, Phúc An hơi ẩu nha, từ sân chỉ ra nha. Coi kỹ cái mũi tên á. Coi kỹ cái line nó chỉ ra đó. Số 5. No, số 5 không phải là daughter, mà số 5 phải là gì? Hoàng Yến cũng ẩu rồi. Yes, số 5 nó cũng không phải là daughter. Số 5 nó không phải là daughter, tại vì son nó đâu có đứng ngang hàng với thằng son đâu. Nó phải là gì? Yes, An Chi chưa share nè em. Ok, rất tiếc. An Chi rất tiếc chưa share. Rồi, còn bạn nào nữa không? Từ son mà chỉ xuống phải là cháu của mình. Cháu của mình là gì? Grandson. Grandchildren. Ok, grandchildren. Yes. Ok, vậy thì bạn, để thầy coi các bạn được nè. Bạn Minh Anh được, nhưng mà bạn Minh Anh hồi nãy được rồi đúng không? Thì bạn nhường cho bạn Cẩm Ly nha. Grandchildren hoặc là grandson hoặc là granddaughter đều được ha. Ba đáp án bạn điền cái nào cũng được. Ok. Grandchild cũng được, grandchildren là số nhiều cũng được ha. Bốn đáp án cái nào cũng được. Ok. Thì chỗ này thầy sẽ điền là grandchildren ha, cho nó số nhiều. Thầy thích nhiều grandchildren. Rồi, ok, good job guys. Đây là cái bảng vui của mình. Rồi, bây giờ cái câu hỏi nè. Thì trong cái bảng này nó có bao nhiêu gia đình? À, bao nhiêu members? Không, thầy không có nói là trong gia đình này có bao nhiêu members nha. Trong cái bảng này thầy, bạn tổng hợp lại bao nhiêu thành viên nhìn thầy? Bao nhiêu? Đâu, ai nhanh nhất đâu? À, có quà luôn nha, có quà luôn nha. Ok, hôm nay quà hơi bị nhiều á, có quà luôn nha. Rồi, thì bạn tổng hợp thử coi bao nhiêu thành viên trong gia đình. How many family members are there in this chart? Yes, Phúc An 10. Yes, ok, rồi. Cẩm Ly 10. Yes. Ok, good. Anh Đức Nguyễn, bạn Tuyết Nguyễn Tiết Hân thì chưa share cho nên chưa được ha. Cẩm Ly với Phúc An thì có rồi đúng không? Cho nên là thầy sẽ nhường cho bạn anh Đức Nguyễn. Ủa, anh Đức Nguyễn có rồi. Yes. Như thì bạn sẽ thầy sẽ nhường cho bạn Trần Huyền. Yeah, good job. Ok, rồi. Bây giờ mình sẽ qua tiếp một cái section tiếp theo, đó là practice. Ok. Practice. So, bây giờ mình sẽ qua bài tập nha. Nào xin. Ok. Rồi, mình đã ôn tập xong hôm nay và bây giờ mình sẽ qua bài tập. Được chơi vui không? Rồi, ok, mình sẽ tới phần practice. Number one. Ok, thầy muốn các bạn trong lớp thầy là phải comment nhanh, comment lia lịa lên. Mình là Gen Z mà, đúng không? Mình phải comment lia lịa lên, không có chậm chạp. Câu 1 đầu tiên. Các bạn lưu ý là tới câu 25 là mình sẽ có quà tiếp rồi nha. Không phải, mọi bữa là câu 30 cho nên hôm nay thầy cho câu 35 luôn. À không, 25 luôn. Nghe share giùm thầy nè. Again thì phần thưởng chung cho cả tất cả các bạn là nếu như 1k comment, hơn 1k comment thì thầy sẽ cho bạn một cái link học IELTS, link học tự vận. Okay. Trong cái post, trong cái livestream này. Ok. Number 1, attempted to. Đúng rồi, attempted to. Rồi, cái chữ attempt này nó có một số cái mở rộng nè mấy đứa. Ok. Trong lúc đó các bạn có thể comment câu 2. Được chưa? Rồi, bây giờ attempt to do something đó là cố gắng nỗ lực làm gì đúng không? Okay. Attempt to do something. Cố gắng nỗ lực làm gì? Right, let me type.
attempt to do something. Nỗ lực. Nỗ lực nghe chưa? Thay vì dùng try thì dùng attempt cũng được. Nỗ lực làm gì, nhớ nó cộng to verb phía sau. Ok, rồi. Nó có nhiều cấu trúc lắm. Phần từ vựng á, thầy trong cái khóa toàn diện 12 thầy giải rất là kỹ. Một từ mà thầy giải có thể là 4-5 cái cấu trúc khác nhau. Rồi. Bây giờ cái chữ attempt này thầy ghi nó là loại từ gì vậy? Nó là verb đúng không? Ok, nó là verb. Nó còn là noun nữa. Được chưa? Nó còn là noun nữa. Nó là nỗ lực. Ở trên thay vì có nghĩa là cố gắng nỗ lực đúng không? Thì nó là noun, attempt là noun, là nỗ lực. Mà noun á, cái noun này đúng đứng trong câu thì bạn phải nhớ cái collocation này là make an attempt to do. Sorry, let's see. Attempt to do something. Đó, thì nó cũng có nghĩa là nỗ lực làm gì thôi, nó cũng y chang cái nghĩa trên thôi à, nhưng mà đây là collocation. Thì bữa thầy cũng có nói collocation là gì đều đúng không? Nó là những cái, nó là cái sự kết hợp tự nhiên của các cái loại từ với nhau. Ừ, được chưa? Rồi, thì bây giờ tiếp tục nha. Make an attempt to do something. Khi attempt là danh từ, mình còn có một cấu trúc nữa, đó là in an attempt to do something. Được chưa? Đó là trong cái nỗ lực, trong nỗ lực làm gì đó. Ok. Trong nỗ lực làm gì? Yes. Attempt này có nhiều nghĩa, nó có nhiều cái cấu trúc hay lắm. Rồi, mình có cái cấu trúc là an attempt. An attempt on, yes, somebody's life là nỗ lực để giết ai đó. Ok. Nỗ lực để giết ai đó. Nỗ lực để giết ai đó. Ok. Nỗ lực để giết ai đó, được chưa? An attempt on somebody's life. Ok. Rồi. Ok, rồi. Thế thì mình sẽ qua câu 2 nha. Các bạn có thể comment lại những cái cụm này để học thuộc. Thầy sẽ ghi lên cái phần comment cho mình. Ok. Yes. Đây là những cái cấu trúc rất hay ra thi nha mấy đứa. Cái chữ này là chữ một trong những chữ trọng tâm của unit number 1. Thì nhớ không thầy. Rồi, thầy copy lên rồi đó. Bạn nào muốn ghi thì bạn nào muốn copy thì copy nhanh nha. Bây giờ mình qua câu 2. As soon as comment giùm thầy câu 2 đi. Không, but Ori comment hơi sai rồi. An attempt on somebody's life. Right, mới là nỗ lực giết ai đó. Rồi, nhớ cái giới từ nha. Giới từ của attempt nó nhiều lắm mấy đứa ơi. Nó có attempt at nữa. Ok. Thầy sẽ có một cái cấu trúc thêm nữa. Đó là This is my first, hoặc là second, hoặc là third gì đó, hoặc là last gì đó, attempt. Thì nó sẽ đi với at. Được chưa? Thì nó có nghĩa là đây là nỗ lực thứ nhất, đúng không? Rồi thứ hai, tới cuối cùng luôn nha. Attempt nỗ thứ hai để làm gì? Ok. Hoặc là vào cái gì đó, nỗ lực. Put cái nỗ lực của mình, mình để nó vào cái gì đó. Mình cố gắng mình làm cái gì đó, vào cái gì đó. Rồi nhớ ghi lại nha. Ví dụ this is my, thì cho con ví dụ cho dễ hiểu nha. This is my first attempt to attempt at KYS mock test. Đúng không? Có một số bạn đây là lần đầu tiên mai mốt đó, có một số bạn sẽ là lần đầu tiên tham gia thi tại KWS, thi thử. Có một số bạn 2K4 năm ngoái đã biết KWS rồi, đã thi rồi. Ok, thi đi rồi sẽ thấy thiên đường. Thiên đường trong mặt kép. Ok, rồi câu 2. As soon as I gì đó, I'm going to return to my hometown. Rồi, để coi có ai bị mắc lừa không.
Câu 2 là gì? Tag bạn bè vô, đúng rồi, yes. Mấy bạn nào mà tag bạn bè vô chắc cũng phải cho quà quá. Ok. Bạn nào 2A, các bạn là 2C, các bạn 2A, nhưng mà đáp án đúng phải là 2A chứ không phải C. Các bạn lưu ý nè, hôm bữa thầy có nói là thầy có nói chưa? Nguyên một cái câu này bạn nhìn nha. Bạn đầu tiên bạn sẽ làm theo từng bước giùm thầy đi cho nó dễ. Bước 1, xác định thì trong câu. Ok, xác định thì bạn thấy nè, I'm going to return. Thì từ cái chỗ mà thầy tô màu vàng á, bạn thấy là bạn sẽ thấy là gì? Thì gì? Suy ra trong câu này là thì gì? Suy ra trong câu này là thì ở đang là ở tương lai, đúng không? Sự việc là ở tương lai. Bước 2. Bước 2 là cái gì? Xác định cái mệnh đề, xác định mệnh đề. Thì chỗ này mình sẽ xác định giùm này. Nếu là thì tương lai nha thì mình sẽ tìm, mình sẽ xác định trong đầu sẵn luôn. Nếu như mình tìm được cái bước 1 là thì tương lai thì mệnh đề mình phải biết là có hai mệnh đề, là một là mệnh đề gì. Mình phải suy nghĩ là mệnh đề đầu tiên là mệnh đề thời gian, còn hai là mệnh đề chính. Được chưa? Được chưa? Thì tương lai thì bạn sẽ suy nghĩ ra được hai mệnh đề này. Quá khứ cũng được, được chưa? Nhưng mà quá khứ thì cái trường hợp quá khứ thì sẽ nói sau ha. Nhưng mà bây giờ xác định mệnh đề là có mệnh đề thời gian và mệnh đề chính. Rồi mình phải xác định cái chỗ trống của mình là trong mệnh đề nào. Ok. Rồi tiếp. Xác định chỗ trống là trong mệnh đề nào. Ok. Xác định chỗ trống là trong mệnh đề nào. Thì mình thấy là đây, cái mệnh đề này là có cái chỗ trống nè. Và nó có cái gì? Từ chỉ thời gian ở đây. Được chưa? Nó có cái trạng từ chỉ thời gian ở đây nè. Được chưa? Thì mình sẽ xác định đây là mệnh đề thời gian. Đó, thì tô màu xanh luôn đó. Ok. Rồi, nếu như mà chỗ trống nó trong mệnh đề thời gian nha. Nếu như trong mệnh đề thời gian thì mình sẽ không được dùng. À, cho dù câu đó tương lai nha, không được dùng thì tương lai. Thì tương lai nào cũng được dùng hết. Tương lai hoàn thành, tương lai đơn gì cũng được dùng hết á. Được chưa? Rồi, thì từ đây mình suy ra đáp án là đáp án A. Được chưa? Thì mình sẽ suy ra là mình sẽ loại loại B là có thì tương lai nào will nè, C tương lai nè, D. Mình suy ra đáp án sẽ là câu yes, câu A. Hiểu không? Hiểu cái bước làm của thầy chưa? Ok không? Rồi, cho nó cái khung. Được chưa? Ok, câu số 3. Rồi, câu số 3 đi, liên liên đi. Ok. Yes, Jenny has cái gì đó herself to providing free education for poor children since she graduated from university. Ok, right. Chỗ này thì không có lưu ý, không phải check về thì, nhưng mà thầy cũng muốn nói cái cấu trúc này, đó là trước since thì mình sẽ dùng hiện tại hoàn thành. Thì sau since thì mình sẽ dùng gì? Mình sẽ dùng thì quá khứ đơn. Giờ cái công thức nhỏ nhỏ này nhớ dùng thầy cái này. Nó hay gặp lắm, nhưng mà chỗ này thì không có phải là check về cái đó. Mà mình lại gì? Check về từ vựng. Ok. Từ vựng. Rồi, chỗ này mình sẽ chọn cái câu gì? Yes, devoted. Câu C, devoted to do something. Devote to do something, right? Devote to do something. To doing something. Rồi, tại vì devote, cái chữ to này là tính từ, à là giới từ của chữ devote, cho nên đằng sau nó phải cộng verb ing. Là tận tâm làm gì? Ổn không? Rồi, bây giờ qua câu số 4 nha, nó cũng dễ. Divorce là ly dị, depicted là được, là mô tả, demand là yêu cầu ha. Câu số 4. I would love to join Peter's party last weekend,
But unfortunately, I gì đó. Ok. Rồi, câu số 4 đi. Câu số 4 này là check về thì nè, tag bạn bè vô, chắc bạn nào tag bạn bè vô thì cũng cho thưởng đi ha. Yes. Bạn nào mà tag bạn bè vô á thì lát nữa cap cái màn hình mình tag bạn bè. Rồi share livestream tag bạn bè vô thì thầy cũng thưởng luôn nha. Cap màn hình mình tag bạn bè lại rồi gửi cho thầy, gửi inbox thầy, đừng có inbox page. Được chưa? Inbox thầy á vô cái group tự học điểm cao là thầy hay đăng bài vô đó đó. Chí Châu á. Được chưa? Đó. Anh nào tag bạn bè vô rồi nhớ share rồi cap màn hình lại là được. Rồi, thank you. Ok, 4D. Yes. Ok, good. Was not invited. Đúng rồi, xác định về thì. Xác định thì cũng làm theo các bước hồi nãy luôn. Xác định cái thì mình sẽ thấy là thì gì? Thì quá khứ nè. Quá khứ thì thôi dẹp hết A, B và C được rồi. Cái này là thì hiện tại đơn. Cái này là tương lai. Cái này là hiện tại hoàn thành. Không được mời thì lúc đó không được mời thôi, đâu có kéo dài đến hiện tại đâu. Đúng chưa nào? Câu số 5. Câu số 5 là từ vựng nha. Từ vựng nè, học rồi nè. Collocation. Ok, câu số 5 mình sẽ check các bạn về collocation. Again thì collocation nó là cái cách kết hợp tự nhiên, cái sự kết hợp tự nhiên giữa những cái từ. Thường á, các bạn sẽ biết là collocation nó sẽ là thường như thế này nè. Học từ đầu năm đi nha, mấy cái này từ đầu năm đi. Thầy dạy trong khóa 12 thì cũng nhồi bạn từ đầu năm á. Ok, thầy sắp, cái khóa đó sắp mở rồi nha, cho bạn nào quan tâm. Ok, thì collocation thì sẽ nói sơ nè. Như nãy thầy mới nói cái định nghĩa đó, collocation. Đó là cái sự kết hợp tự nhiên. Tự nhiên có nghĩa là người bản xứ người ta dùng, người ta biết, người ta nghe nó tự nhiên đó. Được chưa? Sự kết hợp tự nhiên giữa các cái từ. Chà. Rồi ví dụ như thế này. Ví dụ như sự kết hợp giữa động từ và danh từ. Và danh từ. Ví dụ như là make progress. Make a decision. Ví dụ như là pay a visit. Được chưa? Rồi, tiếp theo, collocation nó còn có cái sự kết hợp giữa adjective, tính từ và danh từ nữa. Được chưa? Ví dụ như bạn không thể nào nói là quick food mà bạn phải nói là, bạn không thể nói là quick food mà bạn phải nói là fast food. Đúng không? Yes. Cái này giống như là con chó mực vậy đó, con ngựa ô vậy đó. À, mình không có nói là con ngựa đen, đúng không? Trong tiếng Việt cũng có collocation, đúng không nào? Rồi, tiếp theo là giữa adverb, được chưa? Và adjective thì nó cũng có sự kết hợp với nhau. Ok. Rồi, ví dụ như một cái món gì đó mà mình mắc hoặc mình nó cực kỳ mắc luôn thì mình sẽ là có prohibitively expensive. Được chưa? Một số cái collocation. Collocation nó nhiều lắm. À, bạn nào mà chưa biết mấy cái collocation này có thể comment lại ha. Được chưa? Cực mắc luôn thì là prohibitively expensive, right? Được chưa? Dễ không? Dễ hiểu không? Ok. Nó còn có nhiều cái nghĩa rất là kinh khủng, cái expensive á, prohibitively expensive. Rồi gọi là outrageously expensive. Cho sẵn cho thêm luôn nha. Outrageously expensive. Outrageously expensive, right? Nhớ là một số cái chặng từ này dùng cũng hay lắm á. Extortionately, yes. Extortionately expensive. Chặng từ kinh khủng không? Mắc mà nó thêm kiểu như mắc, người ta mua hàng gì mắc quá, người ta ghét quá, cho nên người ta dùng nhiều từ. Rồi, trở về câu số 5. Câu số 5 thì mình sẽ làm make an effort to. Ok, make an effort to nó giống như là make an attempt to do something nhé. Ok. Câu 6. Câu 6 là lại quay về thì à, câu 6 lại quay về thì. Một câu từ vựng, một câu gì? Một câu về từ vựng, một câu về yes. Ngữ pháp. Ok, câu số 6. Nay học
Một buổi mình học rất là nhiều kiến thức ha, không chỉ là những kiến thức trong cái handout này đâu. Buổi mình học rất là nhiều kiến thức cho nên là cố gắng là học tới cuối buổi nha, học tới cuối luôn nha. Yes, bạn comment là rất nhiều, rất tốt, các bạn đã quen với cách học rồi đó. Không có cần ghi chú gì hết á, thầy sẽ gửi trong cái group cho mình, thầy gửi lại cho mình, không cần ghi chú. Rồi, có câu số 6. Câu số 6 này sẽ là câu gì? Câu B, đúng rồi, we're still sleeping. Okay. Rồi, why didn't Joanna show up at the online class yesterday? When I called her at 9 a.m, she was still sleeping. Ok, rồi. Khi mà tôi gọi đó, lúc mà 9 giờ hôm qua đó, con đó nó đang ngủ. Thì bây giờ, khi mà nói về một cái hành động mà đang xảy ra tại một thời điểm trong quá khứ, đang xảy ra vào lúc đó, thì mình sẽ dùng cái thì quá khứ tiếp diễn. Rồi, câu số 7. Câu số 7 lại trở về với từ vựng. Đó. Đã nên mình ôn phrasal idiom nữa nè, ráng đi. Câu số 7 đi, ok, lia lịa lên. Tag bạn bè vô, again, tag bạn bè vô, share công khai. Lát nữa cũng thầy cũng thưởng luôn à. Rồi, một cái chung cho tất cả mọi người đang xem live. Một cái phần thưởng chung hết là một cái link học từ vựng. Nếu bạn học từ vựng trên Quizlet hay lắm nha. Nếu mà được 1k comments. Ok. Rồi, câu số 7 để coi. Yes, các bạn đều làm B. Ok, có ai làm C không? Cứ làm khác đi, không có sợ nha. Bạn cái ý của bạn khác thì bạn cứ làm khác. Rồi, yes, câu số 7 nó sẽ là câu be obedience. Chỗ này mình nhìn nè, cái chỗ đầu tiên là làm mấy câu này là phải xác định loại từ. Ok, bước number 1, xác định loại từ. Bước 2 chưa có làm liền đâu, bước 2 là phải dịch nghĩa. Bước 2 này sẽ giúp các bạn coi là à, vậy thì dịch nghĩa ra mình phải đặt câu hỏi là vậy thì có cần cái từ trái nghĩa không? Đây là bước làm chung cho tất cả cái bài word form nha. Word form mà kiểu mà không phải word form trắc nghiệm mà cho các bạn tự suy nghĩ từ điền vô thì cũng làm theo bước này. Được chưa? Word form trắc nghiệm thì cũng phải làm theo bước này nha. Word form trắc nghiệm thì nó dễ hơn nhưng mà cũng phải làm theo bước này. Thì bước 1 là xác định loại từ. Thì bên ở đây thầy xác định cho mấy đứa là danh từ, tại vì ở đây nó có cái từ absolute. Absolute là tính từ. Nha, xác định loại từ nè, thầy làm nè. Absolute nó đang là tính từ, đúng không? Thì phía sau này còn cái chỗ trống, thì chỗ trống này đương nhiên phải là danh từ nha. Ok. Rồi, bước 2 dịch nghĩa nè. The father demands absolute from his children. Ba yêu cầu, người ba yêu cầu gì? Cái sự vâng lời tuyệt đối từ những đứa con của ổng. Đó, thì yêu cầu là phải yêu cầu vâng lời chứ không lẽ yêu cầu mày lì lên cho tao, đúng không? Yêu cầu là con phải vâng lời ba đi, được chưa? Rồi, vậy thì chỗ này mình sẽ là vâng lời, right? Vâng lời mình sẽ chọn được là câu yeah, chốt đơn, bước 3 là chốt đơn, xong. Rồi, bước 3 là mình chốt đơn ha. Chốt đơn thì mình sẽ có cái câu gì? Yes. Câu B. Xong chưa? Những cái bước làm thì rất là quan trọng nha. Thiếu cái bước số 2 là coi chừng sai đó. Rồi câu số 8. David made a lot of new friends. Make friends, một câu location nữa nè. While he, trong khi mà này nó đi du lịch ở Đông Nam Á đó, thì nó có nhiều bạn mới, thì mình sẽ làm gì? Yes, quá khứ tiếp diễn, đúng không? Ok. Câu số 9 là lại về từ vựng. Ok, câu số 9 về từ vựng. Mấy câu phrasal verb phía sau rất hay nha, tag bạn bè vô học chung cho vui. Mấy bạn nhớ cái một cái phần thưởng chung cho tất cả những viewers hôm nay nha. Ok, chắc bạn bè vô nhớ share nha mấy đứa. Ok, rồi. Laura is responsible for dealing with the complaints from the client. Đúng rồi,
cái trách nhiệm của Clara là xử lý những cái lời phàn nàn từ khách hàng. Ok, deal with là xử lý ha. Ok. Rồi. Ví dụ cái cấu trúc là be responsible for nó có nhiều cái nghĩa lắm nha. Ok. Ví dụ như là ô nhiễm môi trường. Không phải, đổ rác. Be responsible for ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước. Ví dụ như vậy, thầy đặt một câu ví dụ cho mấy đứa nè. Câu này thầy đặt một câu ví dụ, thầy dùng từ vựng chất chất xíu. Dumping waste indiscriminately. Bừa bãi đó. Indiscriminately into the sea, đúng không? Is responsible for. It responsible for marine pollution. Câu này khá là hay nha, từ vựng cũng nhiều nha. Dump waste indiscriminately. Ok, một collocation. Rồi, into, dumps waste into somewhere. Nè, nhớ cái giá từ. Rồi, một cái cụm nữa nè. Is responsible for. Right. Một cụm nữa nè, marine pollution. Mình nhớ là ô nhiễm nước thì mình, ô nhiễm biển thì mình dùng marine pollution. Chờ. Vậy nó mới chất, đúng không? Rồi, tiếp, reliable là đáng tin cậy. Precious là quý hiếm. Privilege là được hưởng đặc ân. Được chưa? Được hưởng đặc ân. Bạn có biết cái cụm từ underprivileged không? Nó bằng với chữ poor á. Nè. Đó các bạn mà gọi là participate nhiều, thầy rất là vui để thầy share thêm nhiều cái từ hay. Ok, underprivileged. Right, good. Câu 10. Câu 10 là về thì nè. Bạn mà participate càng hăng là thầy sẽ cho thêm nhiều từ. Hay lắm. Cái này đâu có chuẩn bị trước đâu. Đó, nó tự nó come up with cả thôi. Những cái chuẩn bị trước là những cái trong cái handout này, warm up đồ này nọ là chuẩn bị trước, mà mấy cái từ vựng thêm thì đâu có chuẩn bị trước. Tùy vào cái participation của mấy đứa. Thì thích lớp học mà có tương tác lắm. Lớp học mà tương tác thì này thích lắm. Ví dụ mà trong livestream này cũng mốt là học khóa 12 thì cũng có những cái games để các bạn tương tác. Nhiều games để chơi. Rồi, the student yet chưa tính từ lo, từ đó tới bây giờ, từ đó là nhiều không biết, tới bây giờ thì mấy này nó chưa có nộp bài. À, nó chưa nộp bài, đúng không? Từ đó tới bây giờ chưa nộp bài thì chỗ này mình sẽ dùng hiện tại hoàn thành, quá chuẩn rồi, được chưa? Haven't turned in. Turn in là gì? Submit. Nộp, đúng không? Turn in, submit. Ok. Còn gì nữa không? Còn bằng nghĩa gì nữa không? Turn in là submit. Rồi. Ok. Bây giờ mình sẽ qua phần, chắc lại mấy đứa thích phần này. Đó là phrasal verb và idiom. So câu 11 đi. Đó, đúng rồi, một số bạn vẫn đang comment lại từ đó, tranh thủ comment lại mấy cái từ vựng hay hay nha, để mình bỏ túi, sau này mình gặp lại đó. Chắc chắn thầy lọc từ vựng ra thầy dạy là chắc chắn mình sẽ học. Với lại những cái từ vựng thầy nhớ là những, cũng là những cái từ vựng mà hay ra thi đó. Tại vì thầy dạy rồi thầy nhớ, cho nên thầy ra thì dạy cho mấy bạn, share cho mấy bạn, đúng không? Thì nó cũng là những cái mà hay ra thi, những cái mà mình sẽ được học trong tương lai thôi. Cho nên là hãy trân trọng những cái đó mà comment li lịa lên. Đừng có ghi chép nha, nhắc lại đừng ghi chép gì đó, comment cho nó thuộc trong đây giùm thầy là được rồi. Đừng ghi chép gì hết trơn. Thầy gửi cái note này lại mà. Đó, học hiện đại, học online nó như thế. Rồi, give someone a helping hand là giúp đỡ ai đó làm gì. Nên là help someone thôi mà nó ghi màu mè ra như vậy ha. Thì mấy đứa cách này là một cái cách rất là hay, đúng không? Không phải là màu mè đâu, nhưng mà một cái cách làm cho câu văn mình nó trang trọng hơn, nó hay hơn.
Câu số 12 đi. It's important that. Câu 12 nè, câu 12 là cũng cái dạng na ná như thế, nhưng mà cấu trúc nó khác, cái nghĩa nó cũng na ná như vậy thôi. Cấu trúc nó cũng có cái chữ hand. Yes. Ok, câu 12. Linh Lan chọn A. Một số bạn rất là siêng, bạn đã nắm được cái cách học rồi, comment lại để học. Đúng rồi. C và A. Wow, mình có hai cái. Mình có hai cái luồng ý kiến ha. Mình có hai luồng ý kiến. Hai luồng ý kiến này chắc là bị gài. Một luồng thì sẽ là gài, một luồng sẽ bị gài. À thì một luồng nào bị gài đây? Bây giờ nè, có cái câu C đúng không? Câu C là cấu trúc mình mới vừa học á. À, câu C cấu trúc mình mới vừa học là gì? Give someone a helping thì không có cần thiết ha. Helping là nó phụ quả thôi nha. Đó có nghĩa là gì? To help someone. À, to help someone hoặc là give someone. To help someone hoặc là give someone gì? Give someone a give someone help. Yeah, give someone help. Somebody đi. Give somebody help là giúp đỡ ai đó. Nhưng mà mình coi cấu trúc trên đây nè, coi câu C nè, nó có ờ không? Mà tự nhiên nó có hands là sai rồi, đúng không? Sai cấu trúc. Nghĩa nó cũng sai nữa. Cái việc mà mình phải là bla bla gì đó và mình làm việc cùng nhau trong cái vấn đề này thì rất là quan trọng, đúng không? Trong yes là rất là quan trọng. Thì chỗ này mình sẽ là cái gì? Làm việc cùng nhau thì mình phải là yes to join hands. Chung tay chứ không phải giúp đỡ ai đó. Trong đây đâu có nói là giúp đỡ ai đâu. Phải là câu. Okay. Được chưa? Rồi, comment lại đây thầy sẽ. Đây một cái một số collocation nó dùng cái từ na ná nhau, cho nên người ta thường sẽ cho nó ra chung trong một câu. Okay. Được chưa? Được không đó? Được không? Hiểu không? Hiểu bài không? Hiểu bài không? Bạn hiểu hiểu câu này không? Hiểu câu này comment hiểu giùm anh nè. Rồi, câu số 13. The jacket is gì đó bla bla bla. I will ask my mom to buy a new one for this winter. Right. Ok, the jacket is một cái cụm idiom. Rồi, câu này khó nè, đâu? The jacket. À, câu 13 hơi khó nha. Rồi, bây giờ nè, câu nào khó sẽ gợi ý từ từ. Out of use, các bạn nói là các bạn comment rất là kỹ luôn. Rồi bây giờ out of nowhere. À, nowhere nha. Out of nowhere. Đó nghĩa là gì? Suddenly. Very suddenly hoặc là unexpectedly. Thầy sẽ type vô cái file note đi. Đây. Out of nowhere. Là very suddenly hoặc là unexpectedly. À, được chưa? Rồi. Có nghĩa là ví dụ như là anh ấy đến out of nowhere hay là from nowhere. Được chưa? Ok, come from nowhere. Thường nó sẽ đi với động từ come. Thôi ghi chú vô luôn đi. Ghi chú vô luôn nhớ nha. Come. To come from là come out of nowhere là đến bất ngờ. Không biết đến từ đâu đó, nó đến bất ngờ. Không biết nó từ đâu trên trời rớt xuống đó. Rồi tiếp. Thì cái chữ out of use. Ok, out of use. Nãy thầy thấy có một số bạn comment
Nên cái abuse sẽ là hỏng hóc đúng không? Hỏng hóc, không có xài được nữa. Được chưa? Abuse không xài được nữa. Có nghĩa là rất rất khó để xài, không không xài được nữa. Rồi, thì tự nhiên thầy nhớ tới một cái cụm đi với từ use thôi thầy dạy luôn, đó là make user, tận dụng. Tự nhiên nó nhớ vậy đó, học mấy đứa học mà từ vựng mấy đứa tự nhiên có nhớ ra không? Tại chắc là thầy học nhiều quá thầy nhớ. Rồi, out of date là gì? Out of date là gì? Date là ngày á, đúng không? Thì out of date là gì? Cái này là dùng cho quần áo, dùng cho những cái style. Ok, dùng cho quần áo ha, dùng cho quần áo, dùng cho style, dùng cho kiểu dáng nào đó, những cái gì mà quần áo dùng cho những cái gì mà một thời nó thịnh hành đó, thì nếu mà dùng out of date để mô tả nó thì nó sẽ no longer, tức là gì? No longer fashion, fashionable. À, no longer fashionable. Còn out of work là gì? Chữ này là, cụm này là dễ nhất á, out of work. Nhớ comment lại nha, đừng để thầy nhắc nha. Ok, tự giác comment lại nha, mình quen cái cách học rồi. Out of work là gì? Đúng rồi, out of work là mất việc, không có việc, đúng không? Ok. Cho collocation là tự nhiên cái nhớ ra, mình nhớ ra không nói thì nó kỳ lắm. Put, leave, throw, ba cái động từ này đều dùng được. Throw somebody out of work, khiến ai đó mất việc. Xong chưa? Vậy chỗ này chốt đơn được là câu nào? Đâu này coi mấy bạn coi chốt đơn câu nào. Rồi comment chốt đơn đi. Ok, hồi nãy các bạn chọn chốt đơn là câu nào? Out of date, câu C. Ok, câu C. Được chưa? Ai để thầy comment cái này, thầy ghi cái câu này lên cho mấy đứa. Học từ đầu năm nha, nhớ là ráng học từ đầu năm thì mình sẽ không bị nhồi. Không bị nhồi tới cuối năm á. Cuối năm mà học mấy cái này mà nhồi là khổ lắm bạn. Bạn còn thời gian bạn học mấy cái môn kia nữa. Cho nên là cố gắng học từ đầu năm. Mỗi livestream là cố gắng comment tích cực. Được chưa? Comment tích cực. Comment thuộc. Rồi mới dừng comment. Comment cho thuộc đi. Đừng ghi chép gì hết. Đó. Cách học là như vậy. Nó mới tối đa hóa cái thời gian học của mình, chứ mình ghi chép là nó sẽ không có tác dụng gì mà nó mất thời gian. Nhiều bạn ghi chép phải ghi chép đẹp nữa. Rồi, câu 14. Is there any gì đó class for the course I was absent a day ago because I was sick? Có lớp bù nữa không? Câu 14. Tuần sau anh có sửa một đề, có sửa đề thi thử. Tuần sau anh mở khóa rồi. Tuần sau mở khóa rồi thì anh chắc sẽ dạy trong khóa, full trong khóa. Dạy full trong khóa trong nhóm kín á. Yes. Nhưng mà sẽ có những cái buổi mà anh dạy ở ngoài thêm, hỗ trợ thêm cho các bạn nào mà ở ngoài ha. Nhưng mà đầu tiên là anh phải tạo một cái lớp, anh phải thêm những cái nguồn tài nguyên vào cái lớp trên Quizlet của anh. Lớp trên Quizlet của anh là bây giờ có rất là nhiều từ, rất là nhiều cái section để học từ vựng rồi. Để anh phải thêm lại, chỉnh sửa lại, thêm hình ảnh cho mấy bạn nhìn thú vị khi học. Nó mới hay đúng không? Nó mới dễ vô từ. Đặc biệt lượng từ vựng nhiều, lượng bài tập nhiều
Nhưng mà phải làm sao cho các bạn gọi là có cái cảm giác thoải mái nhất khi học. Ok, rồi thì trở về với cái câu này thì mình sẽ có là gì? Lớp học bù thì mình sẽ là make up class, được chưa? Chữ make up hôm bữa nói rồi đúng không? Bữa này nói rồi, đó là nó có nhiều nghĩa ha. Make up trong đây có nghĩa là bù. Make up for đó, nhớ không? Nhớ cái nghĩa, nhớ cái cụm make up for không? Bù. Lớp học bù. Yes. Câu 15, một phrasal verb nữa nè. À, lớp đó, à không không không, lớp đó là sẽ được đăng, sẽ được mở cái form đăng ký trên page, hoặc là có thể là trong, cũng trong tự học điểm cao luôn, nhưng mà lớp đó sẽ là một cái group kín riêng để lo riêng cho mấy đứa, cho mấy bé nào mà đăng ký học ha, một cái group kín riêng. Ok, hình như là đăng ký sớm tuần sau mà mở đăng ký, mà đăng ký càng sớm mà được khuyến mãi gì đó nữa. Dạ, cái đó bên bộ phận kia lo, thầy thầy chỉ lo dạy cho nó chỉnh chu nhất thôi, chuẩn bị tài liệu dạy để cho chỉnh chu nhất thôi. Câu 15. Câu 15, 15, 15. Sover told me that he never gì đó when he's in charge of taking care of the child. Rồi. Yes, let somebody down là làm ai đó thất vọng đúng không? Let his guard down. To be in charge of là gì? Mấy đứa chờ xíu thầy uống miếng nước hơi khàn cổ. Ok, rồi các bạn đừng có dịch cái chỗ mà let his guard down là làm ai đó thất vọng nha. Có không? Có dịch có thấy chưa? Đó, mới giỡn xíu mà các bạn comment là làm ai đó thất vọng rồi. Đúng là let somebody down là làm ai đó thất vọng thiệt, đúng chưa? Nhưng mà chỗ này thử dịch coi là let his guard down có nghĩa không? Let somebody down là mày đã thất vọng đúng không? Rồi, thất vọng. Nhưng mà let cái somebody mà đổi thành là somebody guard, là his guard down đó, là gì? Không bao giờ là bị mất cảnh giác. À, thấy chưa? Nhớ chưa? Chứ dịch dịch cái kiểu mà làm ai đó thất vọng là cái câu này nó không có nghĩa gì hết á, đúng không? Nghe chưa? Nghe chưa? Rồi tiếp. Let someone, somebody here now là thư giãn, xõa tóc ra là có nghĩa là thư giãn á, xõa đó. Rồi, còn cái này là let somebody down nè, mới là thất vọng nè, à, mới làm ai đó thất vọng nè. Rồi, còn let the cat out of the bag là cái gì? Biết không? Cái câu này nó có một cái câu giống như là tiếng trong tiếng Việt á. Nó là cái gì? Tiết lộ bí mật. À, cây giống như là cây kim trong bọc, có ngày rồi ra trong tiếng Việt kia đó, tiết lộ bí mật. Được chưa? À, bí mật chứ phải bí mất. Rồi, comment lia lịa lên thành ngữ học từ đầu năm luôn thầy nha. Cái let somebody down này nó là phrasal verb, nhưng mà mấy cái còn lại thành ngữ nha, phân biệt để học cho dễ. Rồi ghi vô comment li lịa lại. Thầy Gen Z là phải comment li lịa, không có chậm chậm.
Rồi, tiếp câu 16. Rồi, 16. Okay. Nhớ comment liên liệu nha, này xuống comment nhanh lắm á. Này xuống thầy ghi mấy khác lên bây giờ. Rồi, 16. That neighbor child is a real gì đó. I've been complaining to them a few times, but you know, he keeps being annoying. Còn cái thằng bé đó, cái đứa con của cái người hàng xóm á, nó như thế nào đó tôi chửi hoài luôn mà nó gọi là gì, nó cũng gây phiền toái cho tôi hoài à. Ok, so vậy thì câu 16 đi. Rồi, vẫn còn mấy bạn comment li lịa ha. Ok, cuối giờ thầy sẽ cho các bạn thời gian comment li lịa lại, yên tâm. Cuối giờ mình sẽ được ôn lại, yên tâm ha. Hay đừng có lo. Rồi bây giờ câu 16 đi. Wow, được sắp được 1k comment rồi, ráng lên mấy đứa. Ráng lên thì sẽ tặng mấy đứa một cái link Quizlet để học. Câu 16 như thế nào mấy đứa? Thôi cho gợi ý luôn nè. Pain in the neck. Pain in the neck dịch nghĩa đen đi, dịch thử nghĩa đen đi. Pain in the neck là cái gì? Một cái sự đau đớn đúng không? Ở cái cổ của mình. Sự đau đớn. Là cái gì? Sự đau đớn ở cổ. Thì bạn cái này nó không có gọi là dịch ra nghĩa gọi là word by word với tiếng Việt ha. Cái này nó một số thành ngữ nó như thế. Thì nếu bạn nói ai đó something hoặc là somebody cái gì đó something cái gì đó ai đó somebody. Nếu bạn nói nó là pain pain in the neck có nghĩa là cái người đó. Okay, có cái từ đây bạn suy ra cái nghĩa ha là something đó hoặc là somebody đó nó rất là annoying, bạn rất là bực đúng không? Rồi, được chưa? Đây là cách dùng của cái này thì đúng là câu câu A. Hiểu không? Đây là cách dùng nha, một số synonym, một số cái idiom này chỉ nói cách dùng được thôi, nó không có dịch ra giống như là tiếng Việt, không có dịch ra được full tiếng Việt. Ok, như là no pain no gain thì mình dịch được đúng không? Rồi mưa rain rain cats and dogs thì mình dịch được. Số cái thì mình đâu có dịch được đâu. Rồi. Được không? Dễ hiểu không? Dễ hiểu không? Ok, thầy sẽ tiếp tục với một số cái từ khác. Now, a page in history. Cái này là thành ngữ nhưng mà yes. Nó có nghĩa là gì? Một dịch dễ lắm, một trang sử. Một trang sử. Nói vậy thì tiếng Việt thì mình cũng hơi mơ hồ, thì nói là một cái khoảnh khắc quan trọng trong lịch sử, trang sử đó giống y chang tiếng Việt luôn. Ok, yes. Paper chase là gì? Paper chase là gì? Chạy đuổi giấy hả? Đuổi giấy à? Paper chase. Cái này là có nghĩa là gì? Một cái à, thầy ghi cái định nghĩa tiếng Anh cho các bạn nha. Có nghĩa là một cái let me see paper chase. Đây định nghĩa tiếng Anh nè.
Đó. The action of processing forms and other paperwork, especially when considered excessive. Cái hành động trong khi bạn bạn làm paperwork, bạn làm công việc giấy tờ. Ok, làm công việc giấy tờ mà cái hành động mà cái việc này nó gọi là được cho là khá là excessive, khá là nhiều. Ok. Rồi. Tiếp tục thầy có là numbers games. Ok, numbers game, thành ngữ này mấy thành ngữ này cũng khó đó cho nên là cố gắng gọi là coi liếc qua sơ ha, về nhà đọc thêm ví dụ. Numbers game là gì? Cái này dùng trong chính trị mấy đứa. Ok. Đây đây thầy sẽ ghi cái nghĩa tiếng Anh luôn vì cái này không có dịch ra tiếng Việt word by word được. Numbers game, lưu ý cái cách viết nha. Rồi, đó là the use or manipulation of statistics or figure. À, the use cái việc sử dụng hoặc là cái việc thao túng thay đổi những cái con những cái số liệu, ok, để mà hỗ trợ cho in support of, nhớ cụm này in favor of, in support of, để mà hỗ trợ cho một cái lý luận. Okay. 17. Mãi mới qua được câu 17, một cái câu có rất là nhiều từ vựng ha. 17. Thầy nghĩ chỗ này bạn nên học cái câu A, cái thành ngữ A câu 16 đó, học AB thôi. Hai câu sau thì khá là hiếm. 17 đâu? Rồi, comment câu cho thầy câu 17 đi. Bạn nhớ cái phần thưởng overall chung cho tất cả mọi người nha. Cố gắng được share giùm thầy nha để tuần sau mình có thể tổ chức thêm một số cái hay hay. Một số cái buổi ôn tiếp các unit sau chẳng hạn. Được chưa? Còn đi sâu vào lý thuyết thì đi sâu vào trong group thôi tại vì lý thuyết nó nhiều lắm. Lý thuyết bài tập nó nhiều lắm. The media is gì đó a check. Wow, because it's hiding the truth from everyone. À. Câu này mang tính thời sự nha. Câu này mang tính thời sự nha. Rồi đâu con này mang tính thời sự, các bạn có coi báo mấy bữa nay nè, bạn biết nè. 17 A đi, bạn Nguyễn Tuyên chọn đi. Minh Khánh chọn A. Bạn khác thì sao? Comment hết giùm thầy đi. Câu này vui mà. Ok, rồi A hoặc D hả? Yes, nhưng mà đáp án là gì? Đáp án chỗ này sẽ là B. À, throw a tantrum. Ok, throw a tantrum. Bây giờ mình phải đi từng cái nè. Throw a tantrum. Đâu, bây giờ mình phải đi từng cái đi. Bây giờ cái tantrum là cái gì? Cái tantrum là gì? Biết cái tantrum là gì không? Để thầy kiếm cái hình cái tantrum cho mấy đứa nha. Thì kiếm một cái hình để nói về tantrum.
Mấy đứa đợi một xíu. Trong lúc đó thì các bạn có thể comment cái nghĩ gì này. Cái tantrum á, người ta định nghĩa là một cái sự tức giận. À, tức giận mà cực kỳ tức giận luôn. Đây thì cái copy một cái hình này. Ok. Để mình xì để copy cái hình vui vui. Chờ xíu. Đây. Ừ, đâu rồi? Đó, thấy tức giận chưa? Ok. Đó, thấy tức giận chưa? Thì cái tantrum á, nó là một cái outburst. Ừ, cho thành ngữ, cho từ đồng nghĩa luôn nè. Tantrum nó là bằng với cái chữ là outburst. Ừ, ok, outburst. Được chưa? Rồi, đó là sự tức giận. Vậy thì wait, cái chữ burst này nó hơi đây. Burst. Cái đây là gọi là chỉ trích ai đó, chỉ trích ai đó. Ok. Ném gọi là cái sự tức giận vào ai đó, có nghĩa là chỉ trích ai đó, hướng cái mũi dùi về ai đó, đúng không? Yes. Ok. Thì phân tích như vậy thì bạn dễ hiểu hơn nè. Từ cái chữ này ném vô ai đó. Được chưa? Ném cái sự tức giận này vô ai đó. Ok. Rồi. Thì mình sẽ có một số cái cụm, cái từ. Đó là pitch cũng được, pitch hoặc là throw cũng được. Sorry, pitch hoặc là help cũng được. À, ba chữ. Rồi, 18. Ok, 18. Ok, bạn có bạn ghi cái chữ tantrum, bạn ghi một cái mặt tức giận cái bên kết, đó là một cách để mình học từ á. Ok, 18 là I will spend this weekend. Wow. Cụm này hồi nãy học rồi, đúng không? Giờ ôn lại nè. Yes, giỏi. Bạn nào biết nghĩa comment luôn. Cụm này là bắt buộc tất cả người coi đều phải biết nha. Let someone, phải không? No, let someone's hair down là bung xõa, thư giãn. Đúng chưa? Rồi. Getting on my nerves tức là gì? Là tức giận thôi, be angry. Be indignant. Được chưa? Grind my gears. Số cái synonym nè. Copy lên chụp comment cho mấy đứa nè. Ok. Synonym này hay lắm á. Mấy cái thành ngữ này hay lắm á. Tức giận. Tức giận. Tự nhiên tức giận cái nó có cả đống thành ngữ vậy đó. Mắc cười ghê không? À, bình thường không có gì. Thành ngữ vui cũng có nhiều. Nhưng mà tức giận thì thầy thấy là nhiều hơn. Rồi, comment liên lịa lại nha. Thầy xuống bình luận nhanh đó để thầy qua tiếp. Let me see. Câu 19. Because the test takes place in the following week, I'm going to. À, câu này. Câu này thì bây giờ 2K4 chưa biết đâu, chưa có ném mùi đâu. Đúng không? Câu 19. Để tay thầy lùi xuống. Yes. Câu này thì các bạn chưa có nếm mùi đâu, nhưng mà mai mốt là vô năm thì biết. Cho nên giờ hãy lo học trước đi. Câu 19 đi. À. 19 nè. La làng lên. 19 B Thu Trần B.
Mỹ Duyên Vi. Ha. À Vi. Rồi Phúc An comment rất kỹ luôn. Yes. Minh Như, wow, có một mình Minh Như chọn đi thôi. Mặt trời nhỏ, không biết là đây, comment rất kỹ luôn. Nguyễn Trần Linh Lan Si, có một bạn khác. Diệu An Bi. Wow, Linh Lan Si. À. Cụm khối ở đây là một cụm. Chính xác. Yes. Chính xác. Nhưng mà chính xác trong câu trước chứ không có trong câu này. Trong câu này không có dùng khối ở đây được. Khối ở đây là finish. À. Nhưng mà trong đây là gì? Cái ở đây nó không có liên quan gì tới cái chỗ trống này đó. Để ý nè, nhìn mình phải ngó kỹ nè. Ngó phải ngó kỹ nha. Rồi, có nghĩa là gì? A day or two. À. A day or two có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái cụm màu xanh lá cây mà thầy phiên dịch ra đó, nó sẽ là within. A day, within one day. Within one day or 2 day. 2 days. À, được chưa? Đây, có nghĩa là trong vòng 1 ngày hoặc là 2 ngày. Để ý kỹ nha, a day or two. À, được chưa? Hết hồn chưa? Vậy thì có cái cụm thành ngữ nào mà call it a day or two không? No, call it a day thôi là đúng rồi, là đủ rồi. À, no vô lại nha, no vô nhưng mà chọn là sai đó. Call it a day. Finish, kết thúc đúng không? Đấy, đúng, nhưng mà câu này không có được chọn câu, không được chọn câu B, gạch luôn. Ok, rồi thì bây giờ chỗ này mình sẽ lấy cái gì? Câu đúng sẽ là breaking a leg. Break a leg là may mắn, hit the hay là đi ngủ. Turn in á, đi ngủ á. Đó. Rồi, put an all nighter là câu đúng, câu đi. Put an all nighter là thức cả đêm. À, thức cả đêm thường là để học á. Câu gài chưa? Đó, được chưa? Này về gài sơ sơ thôi, gài chút thôi, trong đề thi thử các bạn sẽ thấy. Ủa quên, nó mất spoil. Rồi câu 20. Hay không? Hay không? Hit the hay là turn in nè. Break break a leg thì thường bạn có thể dùng thay cho chữ good luck. Thường nó sẽ dùng không có cần dùng chủ ngữ gì đó. Break a leg rồi chấm than thôi. Được chưa? Và good luck. Chấm than. À, comment li lịa vô đi. Yes, đúng rồi, mặt trời nhỏ. Burn the middle light on. Yes. Ok. Hit the books không phải. Hit the books là học đúng rồi, hit the hay là đi ngủ. À, được chưa? Hay không? Rồi, để thầy nhớ một cái cụm gì nữa mà thầy quên này. Get down to. Ok. Cái cụm đó thầy đã có đăng trong link Facebook cá nhân á. Bạn nào mà muốn vô bạn nào mà muốn gọi là vô đặt câu để thầy sửa thì vô đặt câu nha. Được chưa? Thầy có đăng trong link Facebook cá nhân đó để thầy copy cái cụm đó cho. Một số cụm thầy thường sẽ đăng những cái cụm trên Facebook cá nhân nha mấy đứa, cho nên mấy đứa cố gắng là yes, mấy đứa cố gắng là hãy vô học đi. Rồi. Đó là gì? Get down to do something hoặc là help to buckle down to do something. Ok, có nghĩa là tập trung, bắt đầu cày, bắt đầu học cái gì đó. À, thầy có ghim comment lên rồi đó. Đây. Have to buckle down to do something. Hoặc là to get down to do something. Cũng vậy. 20. My dad is gì đó. He can do quite a lot of things without any first hand experience. Câu 20 nè. Câu 20 cho thưởng nha. Rồi có cần cho 5 giây comment không? Comment sung quá, hăng hái quá. Rồi câu 20 cho thưởng nha. Tới câu 2, từ 2 con. Ủa, thầy nói câu mấy? Thầy nói, thầy nói từ câu 20 phải không? Yes, từ câu 20 luôn. Ok. Rồi, câu 20 nè.
20 nè, thầy mới comment cái bình luận nó trôi mất rồi. Để coi bạn Nguyên Ngân, lưu ý là có quà nhưng mà bạn phải share công khai mới được nha, nó lệnh của cấp trên đúng không, mà share đi đúng không, cho mấy bạn khác học cho nó vui, với lại giúp mình biết page mình được nhiều người biết tới hơn. Yes, rồi để coi bạn bạn anh Trương Thái, hồi nãy bạn share rồi, bạn đoạn được rồi đúng không nè, thì thầy sẽ cho thêm luôn, thầy sẽ cho bạn hai món quà luôn. Thầy thường sẽ cho bạn báo nước ngoài, báo nước ngoài thầy phải subscribe những cái, thầy subscribe trả phí á, những cái trang để thầy đau về đó, cho nên là cái báo đó đọc cũng hay, ngắn ngắn nhưng mà nó không ngắn lắm đâu nha, nó vừa vừa thôi. Còn bạn thích tiểu thuyết thì cũng cho tiểu thuyết được, tiểu thuyết thì nó dài bạn không học hết đâu, đọc báo đi cho nó biết từ vựng bây giờ. Ok Nguyên Ngân, good. 20A, let me check the answer. À nhưng mà Nguyên Ngân chọn 20A là nó bị sai rồi. Account potato là một người làm biến đúng không? Được chưa? Chọn 20A là sai rồi, cho nên rất tiếc thầy phải unpin em. 20 nó phải là gì? 20 nó phải là B, Nguyễn Tuyền. Good job. Nhưng mà em chưa share. Em chưa share cho nên thầy sẽ unpin em. Rồi, có bạn con vịt Ori bạn đã share rồi. Yes, bạn share rồi thì bạn sẽ được ha. À bạn An Chi, sorry. Thì mới coi lại bạn An Chi được ha. Con vịt Ori được luôn. Ok, bạn nào được thì nhớ, tại nhiều người quá thì không có nhớ nổi đâu. À, bạn nào được thì nhớ inbox cho thầy. Right. So next thì mình sẽ có là a jack of all trades, là một cái người mà có thể làm được nhiều việc mà không cần kinh nghiệm. Qua cái định nghĩa này đây nè. Được chưa? Đó, định nghĩa trong đây nè. A person that can do quite a lot of things without any first hand experience, a jack of all trades. Được chưa? Những người này là làm rất là nhiều việc khác nhau cùng một lúc. A white lie là lời nói dối, tránh tổn thương người khác hả? A white lie, chính xác. Một cái lời nói dối là với cái mục đích là không có làm tổn thương người ta. Còn bây giờ một cái lời nói dối mà kiểu trắng trợn, nói dối mà không có biết, người ta biết mình nói dối á, nhưng mà mình vẫn nói dối. À, đúng không? Là a blatant lie. Yes, để thầy ghi vô. Này nè, a white lie nè. A trivial lie. Trivial. Hoặc là harmless. Được chưa? Nhưng mà cái lời nói dối mà trắng trợn luôn, a blatant. Nói dối mà không có biết người ta nói dối mà mình vẫn nói. Tôi nói cho đã cái nư gì đó. Rồi, một lời nói dối. Trắng trợn. Chưa? Bây giờ mình tới cái phần word choice câu 21. Rồi, tới câu 21 này mấy đứa. Một choice này thì dễ. In an, cụm này học rồi, đâu ôn lại nhanh nhanh nè. Từ câu 21 tới câu 30 đều có quà nha, nhớ nha. Ok. Bạn nào có rồi thì nhường cho những bạn sau. Hoàng Yến, em Hoàng Yến có chưa ta? Hoàng Yến comment nhanh nè. Yes, Hoàng Yến. Ok, good job. Rồi, Hoàng Yến có một phần thưởng. Yes. In an attempt to do something, để làm gì, đúng không? Trong nỗ lực làm gì. Okay. Rồi, câu số 22.
Câu 22 cũng học rồi luôn. Nè còn mấy câu phía sau nè, mặt trời nhỏ em cố gắng comment nhanh nè. Câu 22. Câu 22 nè, comment nhanh nè. Từ cũng học rồi luôn hết thôi, nên là buổi tổng ôn mà. Trong khóa thì mình không có tổng ôn bằng cái file bài tập. File bài tập là mình làm trong làm lễ luyện tập có chấm điểm ha. Tổng ôn là mình làm test. Được chưa? 50 câu là mỗi unit bạn sẽ làm được một test đến hai test đó. Rồi 22. Ô để nhiều người quá, hãy coi lại coi. Thu Trần 22C. À, vậy là Thu Trần được. Nhưng mà đấy, Thu Trần được chưa? Thu Trần chưa share, cho nên là rất tiếc thì phải unpin em. Rồi để coi. Linh Lan C. Linh Lan chưa share. Hoàng Yến được rồi, Hoàng Yến được qua rồi. Tuấn Văn Hồ bạn chưa share nè. Rồi, Nguyễn Kim, yes, em được. Ok, rồi, 22 đáp án là C, Distinguished. À, nhớ xem này nha. Distinguished đó là một cái gì? Nổi bật, đúng không? Nổi bật, đúng không? Nổi tiếng và được người ta kính trọng nữa. Nhưng bạn có thể dùng cái này để mô tả người. Rồi, 23. 23 dễ nè đâu. Comment thử câu 23 coi, rất dễ. Share mới được nha, không share thầy in pin á, thầy pin rồi mà bạn sẽ giống như thầy đội vương miện cho bạn, thầy rút ra thầy trao cho bạn khác. 23 gì? Yes, để coi. Mình sẽ làm nhanh nha, I'll make it real quick. Rồi. Linh Lan share rồi nhưng mà nãy như em được rồi đúng không? Nếu em nãy chưa có được thì inbox thầy nha. An Chi, ok, bánh mì chấm sữa, ok cho bánh mì chấm sữa nè. Này chắc nick clone quá. Rồi, Linh Lan được luôn. Ok, bánh mì chấm sữa, ok. Rồi, đáp án này là B, career. Took off là gì? À, take off là gì? Cất cánh đúng không? Máy bay cất cánh. Nhưng mà để nói một cái career giống như công câu này thì nó là phát triển lên đúng không? Phát triển, thăng hoa, phát triển. 24. Hai bốn nè. Đầu, thầy thấy có bạn Phúc An comment đầu tiên. Yes, ok, nhưng mà em chưa share, rất buồn. Bạn LR gì đó. Ok, em được nha. Ủa phải em comment 23. Để coi. Hường Nguyễn share rồi. Yes, Hường Nguyễn được. Mặt trời nhỏ sâu bạn Hường Nguyễn rồi. Ok. Trời nhỏ bị sâu Hường Nguyễn câu 24 rồi. Câu 24 sẽ là conclusion on something. Mình có cái cụm đó là in conclusion đúng không? Nhưng mà conclusion mà giới từ phía sau là on à. Giới từ phía trước là in conclusion nha. Thì thường nó sẽ có dấu phẩy phía sau. Nhưng mà danh từ conclusion mà nó đi với kết luận về việc gì đó thì là conclusion on something. Kết luận về việc gì? Đấy, ok. Câu 22. The school decided to try an experience. Như kia on. On không? No. Experience blah blah single sex teaching. Share hai lần rồi. À mà thầy không thấy share, thôi thầy cũng cho em luôn, lên inbox luôn. Rồi. Dễ lắm, kiến thức mà. Thầy cho thì cũng là kiến thức thôi, cho nên là thầy không có ngại cái đó. Rồi, conclusion câu 25. 25 để thầy coi coi. Hoàng Yến mặt trời nhỏ, thầy cho mặt trời nhỏ đi, Hoàng Yến có rồi ha. Ok.
chết rồi á, nó phải chuẩn bị phần quà rất nhiều rồi. Con experiment in đúng không? C experiment in được chưa? Rồi, ok. Tiếp tục nha. Chiến tiếp câu 26 tới câu 30 về collocation nè. 26. Nè. It's true that undergraduates, những người sắp tốt nghiệp á, should gì đó every opportunity to broaden their experience. Mở rộng cái kinh nghiệm ha. Bây giờ lấy cơ hội thì mình phải dùng cái động từ gì với cái này? Yes, 26. Đây thầy thấy có một số bạn comment rất nhanh. Yes. Từ triệu no, không phải. Xuân Vũ nhớ xe nha em. Đó là 26 detect opportunity to do something. Nắm lấy cơ hội, túm cái cơ hội. Đi. Tiếp câu 27. I can't gì đó any conclusions from what Tommy said. Tôi không có thể nào rút ra bất kỳ kết luận nào từ cái từ những gì mà này nó nói. Ok. 27. Mình work hard, mình try hard một ngày ha. Rồi. Không, inbox, lên box thầy trong group.